Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một tác phẩm khế dáng trực nha các bác nhé. Cây rất già, rất đẹp này. Để bây giờ bác Sang sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Xin chào bác Sang. Chào Kiên, chào toàn thể quý bà con nhé. Hôm nay để mời quý vị bà con đến cùng thưởng lãm một tác phẩm khế chua. Một cây khế chua cổ các bác nhé. Cây khế chua nha các bác nhé. Cây này trên chậu là hơn 40 năm rồi. Mà từ lúc cây phôi luôn nhé, chưa có tay đòn gì cả. Đấy. Cây phôi gốc lại như này rồi. Quay gần cho các bác này. Trên chậu trên 40 năm đúng không bác? Đúng rồi. Đây, quay từ gốc này. Đấy, gốc nó này, u cục hết rồi các bác nhé. Cây đang hoa sai quá thì mời bà con thưởng lãm. Thân trực thẳng này. Nên bắt đầu có tay rơi này, rất đẹp này. Các bác này. Đấy, tay rơi hoa này. Giả cóc cách. Cây đang hoa nhé, đang hoa đang độc. Cây này là hoa này là vào quả vào Tết nha các bác nhé. Đeo một quả đẹp. Cây này thì cao bao nhiêu bác? À đây, để mình đo kích thước cho bà con. Đây để em đứng từ xa cho các bác hình dung nhá. Đây, bác em đo điểm này nhá. Vâng. Vành đo điểm này là 66. Vành là 66 nha các bác nhá. Chiều cao 1m8. Cao là 1m8 nha các bác nhá. Cây đẹp quá. Tàn 1m6. Tàn là 1m6. Cây nu nha. Cây nu u cục rất đẹp nha các bác nhé. Để em đi. Vâng. Cây này bác giao lưu thế nào? Cây này bà con nào thị trí giao lưu giá chỉ có 45 triệu nhé. 45 triệu. Quá rẻ cho một cây khế chua cổ nha các bác nhé. Đấy, em đi một vòng để các bác hình dung được cây nhé. Cây rất là đẹp. Cây này chỉ có nhà vườn em mới có các bác nhé. Mới có giá như thế này. Còn mà cây mà cổ mà già, độ già mà cây mịn sạch như thế này, để mà trên thị trường không bao giờ giá này các bác nhé. Đấy, đi một vòng cho các bác hình dung đấy. Khế chua dáng trực cổ nha các bác nhé. Tay đòn rất là to rồi. Thân nu. Thân nu hết rồi. Tay chốt to. Tay rơi cũng to, đẹp luôn các bác nhé. Chỉ có 45 triệu. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác quan tâm, yêu quý thì cho em xin một like nhé. Còn ai muốn giao lưu thì em sẽ ghim số điện thoại ở phần tiêu đề nha các bác nhé. Hoặc mời quý vị và bà con cùng về với xã Thọ An, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Vâng. Cùng thưởng lãm và giao lưu tác phẩm. Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh ở xã Thọ An, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội nha các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác nhé.